celebrate the feast we call it Epiphany today, or another way we say the free king of the free nature, right? Every one of us, we know the story, and three of them arrive, and three of them present how many gifts to Jesus? Three. Okay, and then can you name it? Gold. What else? Yes, go ahead. Frankincense, and one more. Myrrh, right? I'm so sorry that I didn't bring the red envelope. Together with the Mrs. President of the Council, we stay in the sacristy. We're talking about, we have a donor donate $600 for you and for everyone. But totally, I forgot to put it in the red envelope for you. But anyway, you want to say the three gift Vietnamese? Gold, myrrh, frankincense, vàng, nhũ hương, mộc dương. Okay, let's try it. Try to memorize it next weekend for the Nicholas, do the mass, and the following one with myself, and asking you when I give you the gift. Okay, now thinking about this, the three magi arrive at Bethlehem and present to Jesus the gift. They spend a lot of time to study the star and to study the way that they can get to Bethlehem. And not only that, but they also prepare mentally preparation to what gift they want to bring to Jesus. My punchline, they pray a lot and they select the gift to bring to God. Okay? This year, 2020, a perfect number, a good vision, right? 2020. All right, good vision. Now, think about the gift. The gift, pray about it, and have a mental reparation for the gift. Your own gift you want to bring to God this year, year 2020. Yeah. And I want to give you some examples. Okay. You receive a lot of gifts for Christmas. For sure, right? Yes or no? Yes, a lot of gifts. And then this coming date, the Vietnamese New Year, Lunar New Year, you also receive a lot of red envelope, looking money, right? I bet you, I can guess you receive more than $5. $5 is a little bit. Okay, now my suggestion for you, present to God, like the three magi, this year, $5. Can you do that? $5. $1 for the PSA, quỹ mục vụ, and $1 for the building fund. The building that we are going to build for you. Okay? So that's $2. The $3 for the daily collection. Every single Sunday, we need a little bit. Okay, that's three. And then two more. Guess what? Two more. One for Our Lady of Laban, the shrine that we are going to build, not here, but at Christ Cathedral, the cathedral campus. And the last one. The last one, you're thinking about the person in need of that $1. This to prepare something for this year, 2020. Right? Say yes or no? You don't have to know that your parents listen to this and your parents will give you $5. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nói về ba vua, thì ba vua phải chuẩn bị rất là nhiều về mọi thứ để mà có một cái cuộc hành trình lên đường để gặp Chúa. Bài giảng đầu tiên của con vào ngày lễ đầu năm vừa rồi, ngày 1 tháng 1, con cũng nói cuộc sống của mỗi chúng ta là một con đường, một hành trình đức tin, và trên con đường đó chúng ta có Đức Maria đồng hành. Nhưng cái con đường đức tin của chúng ta mà ngày hôm nay chúng ta có thể noi gương theo đó của ba vị vua
giáo hội, cho Thiên Chúa Ba Ngôi trong năm nay 2020. Con chia sẻ với các cháu có thể dâng lên cho Chúa $5 mỗi, $1 cho quỹ mục vụ, $1 cho quỹ xây dựng tòa nhà đức tin, tòa nhà tương lai của các cháu, $1 cho quỹ sinh hoạt hàng tháng, hàng tuần của giáo xứ, và $1 áp chót là dâng lên cho linh đài Đức Mẹ Maria tại khuôn viên của tòa nhà mục. Và cuối cùng, $1 còn lại là dâng cho những người mà các cháu thấy rất là cần trong năm nay hoặc là thời điểm này. Ba vị vua cũng chuẩn bị rất là nhiều để chọn ra những món quà tinh túy nhất và độc đáo nhất để dâng lên cho Chúa. Thì ước chi chúng ta giúp cho con cháu của chúng ta chọn ra được những món quà để giúp cho những sự cần thiết trong đời sống của cộng đoàn, trong giáo xứ cũng như là trong giáo phận. Nói đến đây thì giáo phận của chúng ta cũng chỉ chuẩn bị những món quà, chẳng hạn như là vào ngày mùng 3 tháng 10 năm tới năm nay, sắp tới đây còn 10 tháng nữa chúng ta sẽ thánh thần và thánh hiến lên đài Đức Mẹ Maria tại khuôn viên và giám mục, và Đức Cha Thần cùng với Cha Hùng cũng mời con để cộng tác vào trong chương trình dự phong để chuẩn bị cho ngày thánh hiến này. Thì mọi người chúng ta cũng vậy thôi, đó là về mặt giáo phận. Nhưng về mặt giáo xứ, chúng ta cũng chuẩn bị để chúng ta đặt cái đá đầu tiên của chúng ta khởi công tòa nhà giáo lý đức tin cho các cháu vào tháng 4 tới đây. Rồi về mặt đó, cùng với những hình thức gây quỹ khác, thì bên cạnh gần nhất là vào ngày 25 tháng Giêng, cộng đoàn Việt Nam của chúng ta cũng chuẩn bị những món quà để lì xì Tết ngày đầu năm cho cộng đoàn, cho mọi người đến tham dự thánh lễ. Đó là vào ngày 7, ngày 21 tháng Giêng tới đây là ngày 1 Tết Canh Tí. Chúng con nhân dịp đây cảm ơn rất là nhiều quý mạnh thường quân đã bắt đầu ủng hộ rồi cho chương trình gây quỹ này trong cộng đoàn qua dịp Tết Nguyên Đán. Rồi chúng ta lại có tiệc xuân và tuần sau đó, con trân quý rất là nhiều sự rộng lượng của quý ông bà và anh chị em cho dịp Tết Canh Tí tới đây. Sau cái dịp Tết Canh Tí là chúng ta lại có một cái chương trình văn nghệ dạ vũ, và đó cũng là một dịp để chúng ta gây thêm quỹ cho tòa nhà giáo dục đức tin như con đã chia sẻ vào những tuần trước. Và trong dịp năm nay thì chiều thứ sáu đó là đúng vào ngày lễ tình yêu, cho nên chúng con mượn cái sự trùng hợp đó để làm một buổi tiệc và có ẩm thực và có văn nghệ và có dạ vũ, và chúng ta lại có những tiếng hát rất là đặc biệt đến từ các anh chị em trong ca viên và với sự cộng tác với con, và đồng thời một tiếng hát đặc biệt nữa mà chúng ta biết rất là rõ, đó là cha giáo dạy tại đại chúng viện, cha Phạm Đức Thịnh, ngài sẽ đến để cống hiến những bài và giúp cho các anh chị cũng như cho tất cả những mạnh thường quân của chúng ta có cái đêm giải ngũ đó. Cha Thịnh đã nhận lời và ngài cũng gọi lời chúc Tết đến quý bà và anh chị em. Những việc nhân như thế này nhằm mục đích của noi gương ba vị vua để chúng con có thể dâng đến những cái món quà cho Chúa trong ngày đầu năm cũng như là trong năm nay. Nói đến ba vị vua thì có một nhà văn sĩ tên là Joel Hanson, người Đan Mạch, thì nhà văn sĩ này lại tưởng tượng đến một vị vua thứ tư, không phải là ba vị vua theo truyền thống Kinh Thánh. Và con xin được kể cái câu chuyện tại sao lại có vị vua thứ tư này theo sự tưởng tượng của văn sĩ Carson. Vị vua thứ tư này đến chầu Chúa Giêsu sau khi ba vị vua khác triều bái hài nhi Giêsu, nhưng vị vua thứ tư gương mặt rất là buồn bởi vì ông không còn gì
để tặng cho Chúa hài lòng. Trước khi lên đường, ông chọn ra được 3 viên ngọc rất quý trong kho tàng của ông. Thế nhưng dọc đường gặp bất cứ ai xin, ông cũng mang ra tặng hết. Người thứ nhất mà ông đã gặp là một cụ già thét run vì lạnh. Động lòng trắc ẩn, ông đã tặng cho cụ già viên ngọc thứ nhất. Đi thêm một đoạn đường, ông gặp một toán lính đang tính làm nhục một cô gái. Ông đành mang viên ngọc thứ hai ra thương lượng với bọn này và chuộc lại cô gái. Cuối cùng, khi tiến vào địa hạt Bethlehem, ông gặp một người lính do vua Herod sai đi để tàn sát các hài nhi trong một ngôi làng lân cận. Và ông rút cái viên ngọc cuối cùng thương lượng với người lính này và thuyết phục anh ta từ bỏ ý định gian ác ấy. Khi đến hang Bethlehem gặp Chúa hài nhi, vị vua thứ tư này chỉ còn lại hai bàn tay trắng, và vì thế gương mặt của ông rất buồn và bối rối. Và ông kể lại cho Chúa Giêsu cuộc hành trình của ông. Nghe xong câu chuyện, Chúa Giêsu hài nhi mỉm cười, đưa đôi bàn tay nhỏ bé của Chúa ra đón nhận món quà của chính ông. Nó không phải là vàng bạc châu báu, nó không phải là những viên ngọc quý mà ông chọn được, nhưng nó là một tấm lòng vàng được dệt bằng những nghĩa cử đối xử với tha nhân, nhất là những người đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta. Con thiết nghĩ rằng các câu chuyện tưởng tượng của nhà tăng sĩ này cũng giúp cho mọi người chúng ta đặt lại câu hỏi: đâu là món quà mà chúng ta muốn dâng bên cạnh cho Chúa? Thì món quà nào chúng ta muốn dâng cho giáo phận, cho giáo sĩ?